Xin chào các bạn, rất là nhiều người trên mạng cứ lan truyền câu chuyện là bột sắn dây với mật ong nó kỵ nhau. Thì cá nhân mình là một người người dân Kinh Môn, các bạn nhìn thấy đây là những cái bụi sắn dây nhà mình trồng. Mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn, chứ không phải là các bạn lên mạng các bạn nghe những cái câu chuyện đấy. Bởi vì trên mạng mình thấy là rất là nhiều người nói về sai về bột sắn dây. Bột sắn dây kỵ với gì, bột sắn dây ướp hoa nhài, hoa bưởi, hay là uống với mật ong thì nó độc, thì có phải không? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay các bạn nhé. Câu trả lời với ngắn gọn với mình là bột sắn dây và mật ong, thì bột sắn dây hoàn toàn có thể kết hợp với mật ong và nó sẽ rất là tốt cho những cái bệnh dạ dày, bởi vì cái tính kháng khuẩn của mật ong rất là tốt. Và thêm nữa là có những cái chất ở trong bột sắn dây ấy, mình đã làm nhiều video rồi, nó sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm có thể là sử dụng bột sắn dây với mật ong để cải thiện sức khỏe các bạn nhé, chứ không phải như trên mạng họ nói sai rất là nhiều các bạn.